Rồi, xin chào tất cả các anh chị em nhé. Chào mừng anh chị em đã quay trở lại với kênh Nhật Anh Mobile, chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng điện thoại từ cũ đến mới anh em nhé. Hôm nay thì như thường lệ bên em lại lên clip giới thiệu bài hàng cho anh em. Hôm nay em có đủ thể loại anh em nhé, từ iPhone này, Samsung, LG, Sony cũng có anh em nhé, có cả iPad, Redmi Note kìa, hai con máy mới anh em nhé. Ngoài ra mới về thêm dòng Google Pixel 6a này. Thì anh em quan tâm những cái dòng máy này có thể đón xem chi tiết trong video anh em nhé. Okay, thì cửa em địa chỉ ở Hà Đông, Hà Nội nhé. Anh em ở gần có thể qua xem trực tiếp. Anh em ở xa bên có gửi hàng ship code toàn quốc nhé. Có cọc trước, có kiểm hàng trước khi thanh toán nhé. Máy bán ra sẽ bảo hành cho em 3 tháng nhé. Đối với anh em nào mà không cần bảo hành, chỉ cần bảo test một tuần thì sẽ trừ từ 2 đến 500 nghìn nhé. Trừ 2 đến 500 nghìn, trừ trực tiếp vào giá máy luôn. Ok. Đấy. Không làm mất thời gian của anh em, em vào giới thiệu luôn nhé. Đầu tiên hôm nay em giới thiệu luôn cái hàng dưới này đi. Giới thiệu luôn cái con LG G7 trước này. G7 này bên em đang thanh lý giá chỉ có 1 triệu 600 nghìn anh em nhé. 1 triệu 600 nghìn thôi. Quá rẻ rồi anh em nhé. Con này cấu hình RAM 4GB, bộ nhớ trong sẽ là 64 nhé. Chạy con chip Snapdragon 845. Màn hình 6,1 inch 2K nhé. Pin 3000. Con chip 845 thì thời điểm hiện tại anh em dùng Facebook, Zalo rồi là chơi game nhẹ vẫn cực kỳ là ok nhé. Máy thì cầm vừa tay, 6,1 inch, màn con này rất đẹp luôn anh em nhé, màn đẹp. Hình thức cũng đẹp. Giá đang thanh lý 1 triệu 600 nghìn nhé, tặng kèm sạc cáp cho anh em luôn. Hàng thanh lý này sẽ bao tem tuần anh em nhé. Ok. Tiếp theo em giới thiệu luôn Google này. Google này là Pixel 6a. Hàng quốc tế. Hai SIM anh em nhé, một SIM một lý, một eSIM. Cái dòng này thì anh em nào đã dùng qua thì có thể đã biết rồi. Anh em nào chưa biết thì em nói sơ qua nhé. Cái dòng... Đấy, con máy thì được Google sản xuất anh em nhé. Thì nó sẽ chạy Android gốc cho nên rất là mượt. Đấy, thứ hai là nó sẽ được cập nhật Android rất là sớm nhé. Như con này thì đã có bản cập nhật Android 14 rồi. Đấy, vừa cập nhật xong này anh em. Ok cho anh em. Bản cập nhật rất sớm nha anh em nhé. Lúc nào được lên đầu tiên luôn. Đây, Android đã lên máy 14 rồi này. Ok cho anh em. Con này thì chụp ảnh cực kỳ đẹp nhé. Chụp ảnh cái dòng Pixel này cực kỳ đẹp anh em. Nó AI xử lý nhiều. Hình thức này là đẹp 99 nhé. Đẹp 99 keng luôn. Zin nguyên bản nhé. Còn áp suất đầy đủ cho anh em. Đấy. Còn áp suất đầy đủ anh em nhé. Con này thì bên em đang bán cho anh em giá 4 triệu 900 nghìn nhé. 4 triệu 900 nghìn. Tặng kèm đầy đủ sạc cáp, cường lực ốp lưng. Đấy. Bảo hành 3 tháng nhé. Anh em không lấy bảo hành thì trừ 200. Hôm nay bảo hành trừ 200. Tiếp theo em giới thiệu anh em con Samsung. Samsung cái này cây A545G nhé. Hàng chính hãng còn bảo hành. Còn bảo hành hãng khoảng 3 tháng nữa anh em nhé. RAM 8GB, bộ nhớ trong 128. Con này màn hình có 120Hz nhé. Và pin là 5000. Hình thức còn đẹp 99. Giá 5 triệu 2 anh em nhé. 5 triệu 200 nghìn. 5 triệu 2. Anh em lấy bao test thì giá cũng là 5 triệu nhé. Đó, test giá 5 triệu. Ok, tiếp theo em giới thiệu anh em iPhone nhé. iPhone đầu tiên em giới thiệu anh em này, 6 Plus quốc tế, quốc tế 64GB nhé. Máy full chức năng, main zin màn zin. Đây, 64GB này, full chức năng nhé. Con này pin rất trâu luôn, pin để cả tuần không hết này. Anh em nhìn này, cái đích biểu độ pin này. Đấy. Giá 1.250.000 nhé. Vỏ xấu, vỏ xấu anh em nhé. Full chức năng, vân tay đầy đủ luôn. 1.250.000. Tiếp theo em có 7 Plus này, quốc tế 32GB, máy zin, máy đẹp, cũng là full chức năng nhé. Đấy, hình thức đẹp, giá từ 2 triệu 6 nhé, 2 triệu 6, 2 triệu 7. Như cây này nó kính nó hơi rịa rịa tí tí, 2 triệu 6 cây này nhé, cây này em để cho anh em 2 triệu 6. Màu hồng này, màu hồng có cả màu đen đây anh em nhé, 3 màu. Rồi, tiếp theo có 8 Plus này, 8 Plus này là máy quốc tế 64GB. Anh em. Máy 64GB này, quốc tế bản Mỹ. Đấy. Con này thì cũng là full chức năng nhá. Full chức năng, pin mới 100, pin thay mới 100 rồi anh em nhé. Hình thức tầm khoảng 97% thôi nhá. Có hơi chảy xước nhẹ này. Đấy, cạnh trên này. Cái này em để cho anh em giá 3 triệu 200 nghìn nhá, 3 triệu 2. Anh em lấy bao test thì giá 2 triệu 8. 2 triệu 9 nhá. Giá bao test là 2 triệu 9 thôi. 8 Plus quốc tế 64GB. Tiếp theo đây em có con 6 con XS này, cái này vừa mua của khách luôn anh em nhé. Máy vừa mua của khách luôn. Con này thì máy quốc tế 64GB, full chức năng nhé, Face ID đầy đủ,
Face ID đầy đủ của anh em nhé. Pin còn 91 này, pin 91. Hình thức cái này thì nó cũng tầm khoảng là 98%. Hơi góc này hơi chảy nhẹ nhé. Đấy. Ok. Cái này thì em để rẻ cho anh em thôi. Con này thì vỏ này là vỏ thay rồi anh em nhé. Em test qua vỏ thay thôi, men zin thôi. Men zin màn màn zin. Giá em để cho anh em cái này là 4 triệu anh em nhé. XS. Mua được rẻ bán rẻ cho anh em nhé. Giá 4 triệu. 4 triệu bao test nhé. Anh em lấy bảo hành thì thêm khoảng 200-300. Ok, 4 triệu nhé. Rồi, tiếp theo là iPhone 11 quốc tế 64GB. Con này cũng full chức năng nhé, Face ID đầy đủ. Con này cái điểm đặc biệt là hai SIM bật lý anh em nhé, hai SIM bật lý. Anh em hay phải thay SIM thì dùng những con này nó tiện nhé. Đây là SIM mặt trước, SIM mặt sau này. Cái khe SIM của nó sẽ lắp được hai SIM. Pin thì đã thay mới 100 rồi, pin 100 anh em nhé. Hình thức tầm khoảng 97% nhé. Cạnh viền nó hơi lấm tấm. Con này cạnh viền hơi lấm tấm anh em nhé. Giá 5,8 triệu nhé. Giá cực kỳ rẻ, 5,8 triệu. 5,8 triệu bảo hành nhé, bảo hành 3 tháng. Anh em lấy bao test trừ 200. Rồi, tiếp theo thì XS Max này. XS Max quốc tế 64GB. Máy cũng là full chức năng nhé, Face ID đầy đủ. Benzin, màn là màn thay nhé. Hai con XS là màu đen và màu vàng. Tất cả đều màn thay nhé, giá 4,7 triệu. 4,7 triệu, 4,8 triệu nhé, tùy hình thức. Đấy. Hai con này thanh lý nha anh em nhé. Máy quốc tế này, máy quốc tế đây anh em nhé. 4,7 triệu, 4,8 triệu anh em nhé. Ok cho anh em. Cái màu đen 4,8 triệu nhé. Vàng là 4,7 triệu này. Rồi tiếp theo 12 Pro Max này, 256GB. Cái này là máy nóc nhé. Máy nóc full chức năng, full zin luôn. Máy của em đang dùng này, vẫn còn dữ liệu này. Anh em nào quan tâm là cũng bán luôn. 256GB nhé. Pin zin còn 88%. Đấy. 256 pin đây. Ok cho anh em, cái này thì cực kỳ ngon nhá. Giá 9,3 triệu, 9,3 triệu cả bảo hành nhá. Anh em lấy bao test không thì chỉ có 8,9 triệu thôi. Lấy bao test giá 8,9 triệu thôi anh em nhá. Giá quá rẻ anh em nhá. Giá chỉ bằng con 12 thường thôi. Đấy, chỉ bằng con 12 thường nhá. 12 Pro Max 256GB anh em nhá. Lưu cả thế giới luôn. Rồi. Tiếp theo iPad này. iPad E2 bản 4G Wi-Fi nhé, bản 4G Wi-Fi 32GB này, pin rất cao nhé, pin 98%. Cái này này, hình thức đẹp, hình thức đẹp nhé. iPad này là cực kỳ chất luôn, máy rất đẹp luôn nha anh em nhé. Ok cho anh em. Đấy, giá thì sẽ là 3,100,000 nhé. 3,100,000 là cả bảo hành, cả phụ kiện sạc cáp, rồi là bao da cường lực, đầy đủ luôn anh em nhé. Và anh em lấy mỗi máy không và bao test không thì 2,8 triệu nhé. 2,8 triệu trừ 300,000 luôn. Rồi cuối cùng đã tiếp theo đây, Samsung A05s này, máy mới chính hãng chưa bóc nhé, vẫn còn nguyên sim chưa bóc anh em nhé. Con này được bản là RAM 4 bộ nhớ trong 128, giá 2,9 triệu anh em nhé. 2,9 triệu bán rẻ hơn ngoài cửa hàng rất nhiều anh em nhé. Cửa hàng bây giờ vẫn trong tầm khoảng là 3,8 triệu, 3,9 triệu nhé, giải hơn tầm gần 1 triệu. Ok, tiếp theo này, Redmi Note 10T bản Nhật, hai SIM nhé, một SIM bật lý, một eSIM. Máy cũng là máy mới 100% nhé, cũng là máy mới 100%. Này RAM 4 bộ nhớ trong 64, màn 6,5 inch, pin 5,000 nhé. Màn hình con này có tần số quét 90Hz nhé, dùng khá là ok. Anh em mua về cho con cái phụ huynh và mua máy chung chính máy phụ rất ngon luôn. Con này pin thì cực kỳ trâu rồi. Anh em cần một con máy pin trâu thì lựa chọn con này nhé, cực kỳ hợp lý luôn. Pin dùng cả ngày. Giá sẽ là 2,400,000 anh em nhé, 2,400,000. Quá ok luôn. Máy mới mà có 2,4 triệu. Rồi. Tiếp theo cuối cùng thì em giới thiệu anh em Sony này, Sony XPA5. X5 đợt này vẫn còn rất nhiều nha anh em nhé, toàn hàng zin, hàng đẹp. Anh em nhìn hình thức rất đẹp luôn. Con này cấu hình cũng rất là tốt nhé, RAM 8GB, RAM 6 nhé, RAM 6 bộ nhớ trong 64, chạy chip 855 nhé, màn hình là 6,1 inch, tỷ lệ 219 nhé. Đấy, tỷ lệ 219 hơi dài nhưng mà nó full view nhé, không tai thỏ, không giọt nước gì cả, không khuyết tật. Ok cho anh em.
bán đẹp không ám mố gì. Giá 2,7 triệu, 2,8 triệu anh em nhé. Hình thức đẹp 99 kia, có màu đỏ và màu xanh. 2,7 triệu, 2,8 triệu anh em nhé. Màu xanh này rất là đẹp luôn. Ok, giá cả bảo hành nhé, anh em không lấy bảo hành cũng trừ 200. Rồi, cuối cùng thì anh em cho em xin nút like nhé, nút đăng ký kênh, ấn vào nút chuông theo dõi những video mới nhất của bên em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau. Chào tất cả anh em nhé.